shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hi, xin chào các bạn, nuôi trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon đại chiến. Thì trong thời gian offline giữa hai tập thì mình đã tiến hành tạo một cái shop cho riêng mình rồi nè. Ở đây mà mình cũng đã có trồng rất là nhiều cái loại cây berry ở đây luôn nè. Ui, tổng cộng là 60 mấy loại luôn các bạn ơi. Và trong đó thì có tầm 10 mấy loại không có thể trồng được. Phía này thì mình cũng đã trồng thêm mấy cây apricorn. Đó. Thì mình tính mở cái shop bán mấy cái quả bon nè và những cái cọng dây chuyền để mà thu hút các Pokemon các cái loại khác đó các bạn ơi. Trong đây thì chúng ta trồng 6 cái loại berry để mà tăng điểm EV cho Pokemon chỗ này nè. Mình cũng có để hai cái rương nữa đó. Và ở đây mình có được một cái Wellmer Pail. Cái này là dùng để tưới nước cho mấy cây African cũng như cây berry á, để cho tụi nó phát triển nhanh hơn á. Công thức chế tạo nó cũng rất là đơn giản luôn. Còn 3 sắt, một cái xô nước và cũng như là 3 cái xương thôi. Phía bên này thì mình cũng vẫn trồng thêm những cái cây berry nữa nè. Rất là nhiều luôn. Chỗ này thì mình lỡ đào đất ra, nhưng mà chúng ta không có thể trồng nhiều cây một chỗ được. Nên chỉ trồng có được một khúc này thôi các bạn ơi. Bên này cũng vậy nè. Cũng là những cái cây berry thôi. Bên đây có một lõm đất trống là do nó quá là nhiều cây đó các bạn ơi. Ui, có một con Zubat Shiny như nó bay ở trên kia thì phải. Hay là nó ở dưới hang ta. Và đây thì cái shop của mình á, nó cũng na ná với lại cái hội quán hệ bọ và hệ cỏ như bạn ơi. Đó, nó đều có 4 cái ô này. Nói chung là 4 cái ô này mình định làm nhỏ thôi, nên là nó không có đi vô trong được. Chúng ta chỉ để trang trí thôi. Đó. Ui. Và thì bây giờ mình sẽ đi vào trong shop cho bạn tham quan một xíu nha. Ở đây thì mình có trưng bày hai cái chiếc xe đạp nè, cũng như là một cái con ếch ninja của làng lá như bạn ơi. Đó, đây là Ren Ninja Naruto nha các bạn. Nó có biểu tượng của làng lá luôn nè. Cái con này thì các bạn có thể có được khi mà tham gia giveaway ở trên Discord nha. Và mình sẽ tiến hành đi vào trong cho các bạn cùng tham quan nha các bạn ơi. Ở trong đây thì mình có chế tạo rất là nhiều thứ luôn. Và đây chính là cái quầy bán Pokemon của mình nè. Đó, cũng như mình cũng bán mấy cái đĩa nữa các bạn ơi. Đó, đây chúng ta có được một cái máy tính tiền. Đây là cái cash machine nha các bạn ơi. Công thức thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Cần một cái redstone lamp nè. Đó, một cái thỏi vàng và ba cái aluminum plate thôi. Mấy cái aluminum plate á các bạn có thể đập từ cái anvil này hoặc là từ cái mechanical anvil này cũng được. Đó, mình cũng có tạo cho mình hai cái PC. Đó. Ui, mấy ông kia tính xuống nhà mình tham quan rồi các bạn ơi. Đây mình cũng có tạo một cái tủ lạnh nữa nè. Mà chưa có gì ở trong đây hết à. Thì cái từ tập thứ ba trở đi á, mình sẽ tiến hành nhận hòm đồ từ fan tặng nha các bạn ơi. Đó, các bạn có thể tặng kẹo hoặc là tặng mấy cái bonbon ở trong cái golden chest này nha các bạn ơi. Ôi, ở phía bên này á mình cũng có tạo hai cái sofa ở đây nè. Đó, cái sofa này công thức nó cũng rất là dễ thôi. Thì đây chính là công thức của cái sofa này nha các bạn ơi. Từ len cũng như là ba cái gỗ là được rồi. Đó, chúng ta còn có một cái sofa nhỏ nữa. Sofa nhỏ thì chế tạo nó dễ hơn nhiều. Đó. Đây mình cũng có tạo luôn. Đây là những cái photo display dùng để trưng bày những cái hóa thạch nè các bạn ơi. Bên đây thì mình cũng có tạo mấy cái bàn nè, để ngồi uống trà nha các bạn ơi. Chỗ này thì mình có một cái vàng lò nung, đó, để mà nung sắt nè, nung mấy cái đá để mà tạo những cái quả bon đó. Chỗ này thì mình có một cái máy cắt cỏ. Cái này thì chúng ta để cho Rotom nó nhập vô thôi. Và một cái quạt cũng để cho Rotom nó nhập vô luôn nha các bạn ơi. Đó, và đây chính là PC của mình. Thì mình có bắt cái con option này cũng như là mình có đánh bại cái con Mega của nó. Đó, để mà nhận được cái vòng tay Mega đó. À, bên đây có một con boss Upson Mega nè các bạn ơi. Chắc mình sẽ dùng con Tirita mà mình mượn của ông Tín RT á để mà đấu luôn nha. Ồ, con này thì sao mà đánh bằng Tirita của tôi? À, của ông Tín chứ. Nhấm lộn. Ôi, hai bà bim phát cuối nè. Mày ngẫm củ tỏi luôn. Ồ, và mình chúng ta được một cái viên Mega của Upson. Và được luôn cái gì nữa ta? Được luôn cái vòng tay Mega các bạn ơi. Cái Keystone. Mình chọn cái dây chuyền nha. Xịn sò chưa? Quá đã luôn các bạn ơi. Còn gì bằng nữa. Rồi bây giờ mà đi bắt được Upson luôn á thì nó mới gọi là đỏ là. Mình sẽ cố tìm nha các bạn ơi.
Ui, có con Upson. À, sao tiền bắt luôn. Ôi, sao dạo này nhiều Upson lắm nè, bên đây có một con nè. À, sao tiền bắt nó luôn ơi. Mày, nãy tôi định bắt để tôi bán nó chứ, mà bắt hoài không được, tôi giết nó luôn. Cây. Con này bắt khó vô quá các bạn à. Ờ, chắc mình sẽ tiếp tục bắt nó tiếp đi. Nãy giờ thằng Quang khá là nhiều bon của mình rồi đó. À, thử một quả Pokemon coi. Xài Ultra Ball á, nó sẽ rất là phí của chúng ta luôn đó. Ui, không được kìa. Ơ, à, ông Monster ông tới đây làm gì vậy? Ông không hớt kìa bạn à. Đây đây đây. Tiếp tục quả Pokemon. Ui, thành công luôn kìa. Quá đã, quá đã, quá đã luôn ông ơi. Quá xịn sò luôn rồi. Bên này thì mình có mấy cái Mechanical Anvil dùng để đập mấy cái đế của quả cầu á, tự động. Rồi, chỗ này thì chúng ta có ba cái máy rửa hóa thạch. Đó, ba cái đây. Rồi, trong đây thì mình có những cái đế của quả cầu nè, và những cái nút. Đế này thì chưa đập nữa nha các bạn ơi. Dưới này thì mình có được những cái cobblestone và iron ingot. Đó, rất là nhiều thứ luôn. Rồi, à, bên này còn có một cái máy giặt nữa, cũng để cho Rotom nó nhập vô luôn. Còn phía trong shop này, đây chính là cái quầy tính tiền của mình nha. Và mình cũng đã có nhập thêm vài cái Poképhone về rồi các bạn ơi. Đó, thì mấy cái Poképhone này á, các bạn có thể chế tạo từ những cái vật phẩm như thế này, từ 5 cái món. Và tụi nó từ cái mod đó chính là Poké Lucky Block nha các bạn ơi. Đó, công thức chế tạo của những cái Poké Lucky Block là như thế này nè các bạn. Rất là đơn giản thôi. Còn Redstone, còn vàng, cũng như là còn một cái Robber là được. À, mình cũng có một cái dàn healer dùng để hồi máu cho các Pokemon đó các bạn. Trong đây thì mình có hai cái giường để ngủ thôi. Đó. Còn hai cái giường ở bên ngoài á dùng để cho khách ngủ. Rồi, thì ở trong này mình cũng đã có được một vài cái đĩa rồi nè. Đó, mình cũng đã tiến hành đi nhặt từ những cái Poké Loot, những cái Master Chest, những cái Ultra Chest và Poké Chest đó. Ngoài ra thì mình cũng có khá là nhiều bon. Nó nhìn vậy thôi chứ nó cũng có tầm mười mấy 20 quả thôi bạn ơi. Mình rải ra cho nó nhiều thôi. Đây, rất là nhiều bon luôn. Ôi, hello. Ui, ông đi đâu đây, Ôi, tôi qua, tôi khai. Hình như mấy ông kia qua nhà mình rồi các bạn ơi. Rồi, qua không nhà nè. Cùng một đất nha, Hello. Chào mừng một tụi ông đến shop của tôi nè. À, đi vô. Ui, từ đâu tôi tham quan rồi. Đâu rồi, ông đi tham quan rồi kìa. Đây. Ui, sao mấy ông nhốt tôi trong đây. Đây, tôi trồng rất là nhiều cây luôn á ông ơi. Cây này để làm bon đồ đó. Cái sao sao ông đào ông cuốc ở xung quanh chi vậy? À, chỗ này á nó trồng không có được nữa. À, nó trồng được có mấy cây à? Bên đây cũng có này nhiều thật sự. Ui, bên đây nữa nè ông. Ông qua bên đây coi nữa nè. Đâu? Đây qua đây nè. Ôi giời ơi, nhiều thế. Một đống cây luôn. Cái này tốn mất mấy tiếng của tôi đó. Mấy cái này là cây gì không? Mấy này là mấy cây berry á không? Để cho Pokemon nó ăn, nó tăng cái chỉ số nữa. Ui, xịn đó. Ok. Ui, ở ngoài đây có xe đẹp luôn nè. Tôi tạo hình xe đạp luôn. Ê, ông chậm nha, ông chậm nha. Đâu rồi, mất tiêu rồi. Ok, để lại đàng hoàng cho ông nè. Ui, xịn đó, xịn. Ui, đậu xe làm sao? Ông quay. Đúng rồi. mới đẻ ra không biết cách quay xe đạp. Đây, vô trong đi trong nè mấy ông ơi. Đây có một cái bàn nè, đó. Đây có mấy cái sofa nè, tụi ông ngồi vô đây chờ đi nè. Cái gì vậy? Cái máy gì đây? Ờ, cái này là cái máy để trưng bày hóa thạch đó ông. Ui. À, cái này không phải của tôi nên tôi không dùng nữa. Đó thấy tôi bật lên đó. À, cho tôi chui vô trưng bày đi. Tôi biết ông thành hóa thạch luôn nha. Ui, có cái sofa nó xịn thật sự. Bên đây tôi có cái tủ lạnh nè, nhưng mà cũng chưa có điều kiện để bỏ đồ vô nữa. Ui, nhiều thật sự không? Đây, chỗ này là tôi bán bon nè ông ơi. Đó, bán đĩa nữa đó. Bán một đúng không? Ừ. Bên đây có gì? U, có đĩa nè. Bon với đĩa không à. Ui, chỗ là quán ông xịn thật sự đó. Ông nào có nhu cầu giặt đồ không? Tới đây tôi có cái máy giặt nè. Đây. Ây da, ê, không có chơi quýnh chủ shop nha. Không có cướp nha. Rồi mấy ông khai trương rồi có cái gì
tặng cho tôi không chứ. Ôi trời, qua khai chưa tôi tặng với chị. Tôi quen tôi chứ. Tôi nói giỡn nữa. Rồi, mấy ông có muốn mua cái gì không? Ở đây tôi có bon với lại có rất là nhiều đĩa luôn nè. Tôi đang tính là mua cái Pokephone á, có cái Pokephone không? Ui, Pokephone hả? Ông tính mua mấy cái nè? Tôi mua một cái thôi, mua nhiều cái sao sử dụng, một ông cái là đủ rồi. Còn ông Hunter ông có mua không? ông Hunter có mua cái nào không nè? Có luôn ông ơi, có luôn. Ui, cái ông có không? Cái Pokephone này á là hàng hiếm nha ông, tôi phải nhập ở bên nước ngoài về đó, chứ ở đây không người ta không bán đâu. Tôi có giấy phép kinh doanh đàng hoàng nha. Ông có lậu. Đây để tôi lấy ra tôi cho mấy ông coi nè. Đây tôi có hai cái Pokephone nè mấy ông. Đây là hàng hiếm luôn đó. Nhưng mà sẵn tiện mấy ông đi qua khai trương shop của tôi chứ, nên là tôi sẽ tặng cho mấy ông một cái nha. Còn cái này cho ông tính nè, ông tính đâu ở đây nè. Ê, ông Winter. Ông Winter tham lam này. Ủa cái này hồi máu được nè, thật sự. Quay cái này gọi công an được ông. Quay thôi cho ông cái quả táo vàng này, tôi có quả táo vàng cho ông. Ôi, cảm ơn ông nha. Tôi cũng tặng ông nè, cái này á. Ê, cái gì vậy? Khoan. Ê, ông tính đốt hồi bán tôi hả? Nè. Ủa, đây, tặng ông cái đĩa Doraemon 15 tuổi. Ôi, cảm ơn ông nha. Xịn. Ôi, đúng đĩa hệ điện cho con Raikou của tôi luôn nè. Tôi sẽ lấy cái đĩa mà ông tặng á, tôi sẽ đi bán cho người ta. Ôi, thằng tặng mà đi bán kìa. Ở bên đây tôi còn có tạo... Tôi cũng rớt nước mắt đó chứ. Bên đây tôi còn có tạo thêm cái quạt với lại cái máy cắt cỏ nữa mấy ông. Mà có muốn đem ra xài không? Cái đó là máy cắt cỏ đó. Nhưng mà cái này hình như cái này chưa xài được ông ơi, hơi uổng. Đây, chắc tôi sẽ tặng tụi ông thêm mấy cái quả bon nè. Tôi sẽ kiếm mấy cái quả bon xịn tôi tặng cho nha. Ôi trời ơi. Ui, đây Pokemon 200 đô là. Ôi mà nãy giờ cái tính ra cái tiệm mà ông có cái cửa mà tôi với ông bay qua bay lại hoài luôn. Mấy ông kỳ quá à. Đi lên màn của người ta luôn. Ôi, tôi đây ở đây tôi sẽ tặng cho ông Hunter 10 cái Thamabon nè. Ôi cái gì vậy, tôi cái gì. Ui Deadbone hả? Ôi đâu. Tôi sẽ tặng cho ông tính là 10 cái Whitbon nha. Ấy, lộn. Một cái. Đó. Ok ông nha. Đó, bon xịn trong đó nha. Ok. Thôi giờ tắt tôi cũng tìm khám phá đây. Ok, bye mấy ông nha. Ok, bye bye ông. Chúc ông mua bay bán đắt nha, tôi cũng đi đây. Bye bye ông. Ông ơi, ông Hunter, ông dắt cái con NT của ông về đây nè. Nó trong kẹt. Ok, bye mấy ông nha. Cảm ơn nha. Ê, dịch vụ thêm xe đạp có tiền đó nha. Uầy, cái quả táo vàng này của ông tính thì xịn thiệt sự đó các bạn ơi. Ui, để mình lấy chiếc xe. Ây da, cái gì vậy? Mấy ông này chôm xe của mình hết luôn các bạn ơi. Thì trong thời gian offline á, mình có nhận được một cái steel list size của ông Monter nè. Ôi ông Hunter ơi, nhờ ông hôm bữa mà tôi có được cái viên đá mega con Steelix luôn đó. Xịn thiệt vậy. Ôi bây giờ để tôi tiến hóa thử coi nè. Đây tôi tiến hóa cho mấy ông coi nè. Đâu, cho tôi xem nữa. Đây ông ơi. Ui xịn đó. Steelix Victor luôn hả? Victor luôn, để coi mega lên thành có con gì nha. Ôi, cái gì vậy? Sao mega lên nó thành Steelix hồng đen vậy? Đen. Vậy chưa nghe. Ui, con này bị gì rồi các bạn ơi? Ui trời ơi. Trời ơi nhìn nó nè. Lỗi game rồi. Trời ơi. Thôi, cái này là skin đặc biệt nha, chứ không phải lỗi gì đâu nha. Không được nói vậy nha. Ui, ông nhìn thiếu đi của tôi chạy nhanh lắm nè. Ui, chạy à. Ui, bình nào. Mày skin này.
Ôi hôm bữa dịch vụ cày Pokemon của ông xịn thiệt sự. Thôi à, cày lên cấp 30 mấy luôn đó. Vậy mà tôi có được hai con cấp 30 mấy rồi nè. Đã vãi. Ôi tiếng nói là cấp cuối cùng vậy. Ôi ông Potter chết queo rồi. Ôi con này cũng biết chạy cho nó khỏi tôi té luôn không. Đồ quá đồ. Chắc bây giờ mình sẽ về mình tiến hóa luôn. Hai con Squawky giống như là Chameleon nha. Chưa ông ơi, chưa tiến hóa luôn nè. Ờ rồi, xem hả? Giờ thì mình sẽ tiến hành tiến hóa hai con này luôn nha. Đó, mình có 5 cái Dragonite mà. Cũng gần tiến hóa rồi đó. Đây, cho nó tiến hóa luôn. Ủa con này cấp 36 mới tiến hóa không? 36 đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ui, tốn kẹo tôi rồi. Tiến hóa. Hàng xịn, hàng xịn. Ui, nhớ không còn con Rookie nữa mà. Ô cái con Rookie đó tôi không có đủ kẹo rồi, chắc xíu tôi đi luyện cấp sau quá. Ôi điểm đó tôi có luôn cái con Charizard nè, nhưng mà nó không có mập như con của ông. Nhưng mà bọn nhỏ ôi đấy ôi gấp đôi luôn. Ôi con của ông cơ. như hai trẻ con vậy phải chướng à. Lúc rảnh tôi cũng bắt đường con nè. Hả cho đi xem nữa. Ôi ôi con ông nó cũng to vậy. Ôi nhìn con tôi nè. Ôi má chưa nghe. Đúng một gia đình quá ha. Gia đình, gia đình. Con con nữa kìa. Ui, thêm nhiều nữa. Ôi, thêm con dây đi da nữa không? Đúng rồi nè không? Con 36 luôn. Ô, con có con bự lắm nè. Ơ, à, bên đây có một ông gì nè. Bự nhất rồi, con tôi là bự nhất rồi. Con ông là Trầm ơi. Ôi, bên đây có ông học chiêu nè. Ôi, toàn những chiêu gì đâu không các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ tiến hành cho con Squawky này nó tiến hóa nha. Để mình coi thử cái bao nhiêu nó sẽ tiến hóa. Squawky. Ui tên đọc khó chịu quá chữ. Evo. Ui cấp 35 nó sẽ tiến hóa bạn ơi. Và bây giờ mình không có đủ cấp rồi. Rồi để mình cho nó lên cấp 31 luôn đi. Thì trong lớp offline mình cũng có luyện cái con Squirtle. Đó lên cấp 59 luôn đó. Đây. Em này thì chỉ cưỡi được thôi, chưa bay được các bạn ơi. Hy vọng là lên cấp đó nó sẽ bay được nha. Lên tiến hóa. À, chứ bây giờ thì mình sẽ tiến hành cất luôn cái con chim sắt này đi. À và trong lớp offline mình cũng đã bắt cái con Absol mà. Đó nãy mình gửi nói cho các bạn coi nè. Ờ à, mình cũng có bắt được cái con Hakamo. Đây Hakamo cấp 44 luôn. Hình như nó cũng sắp tiến hóa luôn rồi đó các bạn ơi. 10 cấp nữa nó tiến hóa hay sao á. À, thì cái em Absol này á mình cũng đã đánh bại cái dạng Mega của nó và được luôn cái viên đá Mega của Absol nè. Để mình coi thử nha. Xịn sò, xịn sò. Rồi để coi nó sẽ lên thành hình dạng như thế nào nha bạn ơi. Ui nhìn to thiệt sự luôn. Ui và con này nhìn nó, nhìn cái bờm của nó thiệt quá chưởng ạ. Mà chạy hơi chậm thôi. Ui và phía bên đây chính là cái shop của ông Monter hả. Ôi nhìn xịn sò quá chưởng ạ. Ui có đồng hồ nè các bạn ơi. Ui đã chưa. Ờ để mình tranh thủ mình vô mình coi có cái gì á. Ui có cả máy tính luôn các bạn ơi. Ui ống dao với chưởng hả. Rồi đây có thùng rác nè, hai cái thùng rác. Ờ ngon 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 lành nha. Wow cái này có cái gì vậy. Cái ca hả, cái ca hình cái Pokemon nè. Ui xịn sò với chưởng hả. Các bạn ơi mình vừa mới tìm được cái vùng Mesa ở trên chân bay nè. Ồ và mình đã gặp được mấy em chim cần cờ này thì phải. Thì mình sẽ lôi tọa độ của nó đi. Đây là Mesa nha. Đó tập ngày hôm nay thì mình sẽ ráng đi bắt mấy em Salamin nha các bạn ơi. Salamin nè, Shugon, Bagon. Có thể là Beldum Metal hoặc là Metaprot luôn đó các bạn. Phía bên này nó có luôn một cái Pokéchat nè. Để chúng ta đi qua mở có thể nó được cái gì nha. Ơi bay lên nè. Ở đây nó có luôn mấy con Arin luôn các bạn ơi. Ngon lành nha. Ôi đây. Ôi nó cho mình một cái Wildland hả. Đây là Pokemon của Gen 8 hả các bạn ơi. Nhìn rất là lạ luôn. À phía này có con Beldum nè các bạn ơi. Để mình chơi nó nha. Con này cấp 20. Cấu máu nó sao đây ta. Mình sẽ lấy cái con Squawky này. Xài chiêu gì trời. Slam này. Cái ít sát thương à. Hên quá các bạn ơi. À cái quả đầu tiên chúng ta phải dùng là Woodball trước. Rồi mới đánh nó được. Để mà tăng tỷ lệ 5 chấm đó các bạn. Ui nhưng mà không được rồi. Cái con Beldum này bắt rất là khó luôn. Slam nó phát nữa các bạn ơi. Rồi đủ rồi đó. Giờ chắc mình sẽ dùng qua những cái quả bon khác đi. Ui Beldum mà nó tiến hóa lên Metaross thì là Pokemon á thần đó bạn ơi.
Chúng ta dùng thử mấy quả Ultra Ball thử coi. Giờ mình trồng rất là nhiều berry rồi, và apricorn nữa, nên có thể chế tạo rất là nhiều ball luôn đó. Ui, vẫn chưa được luôn nè. À trời, nó sắp tối rồi. À mình cũng có mang theo dust ball luôn. Nhưng mà cái khu này thì nó ở trên cao quá, với lại ánh sáng nó sẽ chiếu trực tiếp vào nó. Không biết có được không nữa. À, bên kia có con metan các bạn ơi. Không phải con meldum. Ôi, định bắt metan cho nó chất. Đây 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 đây. Đây đây, metan đây các bạn ơi, nhìn xịn sò với trưởng ạ. Hôm nay thì cấp 44 luôn. Wow. Giết mình luôn nha con. Hy vọng nó sẽ không làm mất máu của nó. Mình sẽ xài chiêu Dragon Ray đi ha. Ôi, được rồi đó. À, em này thì nó không có làm mất máu của nó đâu. Đỡ rồi. Ôi, có máu như đây được rồi các bạn ơi. Giờ mình xài thử mấy quả Dust Ball đi. Xài thử 5 quả đi. Bắt cái con Beldum khó vậy. Meta này không biết sao nữa. Ui. Hồi trước mình bắt cái con này tốn đâu đó tầm 30 cái quả Ultra Ball luôn đó. Đây, tiếp tục là Tumble Ball nè. Ui, lắc lâu vậy. Ôi, bắt được rồi các bạn ơi. Ôi, bắt 2 phút hả? Rồi, mình sẽ dẹp cái con Bell đâm ra. Giờ mình tiến hóa luôn. Có meta nữa các bạn ơi. Xịn sò thiệt sự luôn. Và nó tốn rất là nhiều quả ball của mình nha. Tumble Ball luôn đó. Ồ, bên đây có một con Revealer nè, con boss thì phải. Chúng ta sẽ cùng coi thử cấp mấy nó sẽ tiến hóa nha. Em Metan Evo. Ôi cấp 45, ơi còn một cấp nữa thôi hả? Ôi về con này nó sắp tiến hóa rồi các bạn ơi. À ngon lành. Chắc sẵn tiện mình sẽ đi luyện cấp cho cái em Metan này luôn nha các bạn ơi. Ôi đây là Metan cái thức chuẩn. Wow cũng khá là ngon lành đó các bạn ơi. À, mình đi vòng vòng nữa ở đây coi thử coi. Có thấy được cái đền của chim lửa không ta? Đây là vùng Mesa Plateau F nè các bạn. Rất là xịn sò luôn. Em Metan này thì khá là nhỏ nên là mình chưa có cởi được. À, hơi buồn nha. Ôi, phía trên này có con gì nè, nhìn lạ quá quá à. Ui, con gì vậy? Ủa, con rắn hả? À. Ôi, nhìn gì, con này con gì vậy? Sandaconda hả? Tưởng là Conda chứ, phải chứ hả? Rồi, để mình sẽ con áo nó rồi mình sẽ bắt nó luôn nha các bạn ơi. À, hên quá, cái chiêu hồi lửa nó không có bị dính hiệu ứng đốt của nó. Ôi, con này nó làm mình bị choáng, bị tê kìa. Cắn gây độc hả mày? Sandaconda. Làm phát Lambert luôn nha các bạn ơi. Ui, ngẫm cửa tởi luôn rồi. À, để mình xài cái chiêu hệ lá thôi coi. Sandaconda nè. Wow, tập này nhiều Pokemon nha. À, phía bên kia cũng có một con y chang như vậy nữa đó luôn các bạn à. À, phía bên này thì lại có một cái con rắn nhỏ nhỏ ghế. Đây, bây giờ mình sẽ dùng Whipball nha các bạn ơi. Nó hy vọng là bắt được nó. Đây là em rắn cái đó. Ôi. Có cái quả Whipball nó bắt đơn giản quá trưởng à. Ôi, quá dễ luôn các bạn ơi. Ngon lành nha. Ôi, bên này có cái con gì vậy? Ôi, đây là Lyron. Ôi, Lyron này mà chưa tiến hóa luôn hả? Ờ, chưa tiến hóa thì bắt nó thôi các bạn ơi. Ngại gì mà không bắt. Em này hệ thép, nên là gặp mấy em bốn màn hệ lửa nó sẽ bị giảm sức mạnh liền. Rồi để mình ráng cấu thêm một xíu máu của nó nữa đi, hy vọng nó không chết nha bạn. À quên đắt tắt thôi đi. Ui quên đắt tắt gây sát thương ít quá à. Chuyển qua em Swaggy này. Xài chiêu hạ lá thôi coi. Đó cấu được bao nhiêu thì cấu các bạn ơi. Ui đánh mình sắp hẹo luôn kìa. Cấu nó một phát nữa nha. À, như đây là đủ rồi nè. Giờ xài Whipball là được rồi đó. Đây Whipball. Quả đầu tiên lúc nào cũng là Whipball các bạn ơi. Để nó tăng tỷ lệ bắt đó. Ui chưa được. À em này bắt khó vậy. Em này có kích thước nặng không ta? Mình lại không có đem mấy cái quả Heavy Ball rồi. Thế mình xài Ultra Ball đỡ vậy. Giờ mình lên đời các bạn ơi. Có Ultra Ball rồi nè. Chính xò thiệt sự. Rồi thành công luôn. Ui đã vẫy trưởng à. Đây 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 đây. Ui em rắn này cấp 50 luôn rồi. Cái em Lyren này cũng cấp 60 rồi. Ui Lyren sao chưa tiến hóa ta. Vicky Lyren.
42 tiến hóa rồi. Ôi, vậy là mình phải lên cấp cho cái em Lyren này thì nó mới tiến hóa bạn ơi. Con này như cái thước bự sao á. Ôi, ôi cái thước small. Không phải chướng á, tướng bự. Không có nhiêu đây à. Ui, hy vọng lên cấp nó sẽ không quá nhỏ các bạn ơi. Trời ơi, nhanh lên để tôi giật điện nó coi. Spark nó một phát các bạn ơi. Hơn nửa cây máu luôn, sắp hẹo con nhỏ luôn kìa. Spark phát nữa. Ui, ngậm nó luôn. Nó cho mình khá là nhiều xương, cũng như là lông chim. Cái lông chim làm gì vậy? Để coi, nó được cấp bao nhiêu rồi. À, nó lên được một khúc kinh nghiệm rồi các bạn ơi. Cũng ngon lành rồi đó. Wow, cái vùng này có rất là nhiều kim ngân cờ luôn. Ôi, sẵn tiện mình sẽ luyện mấy em nha các bạn ơi. À, mày nè. Rồi, đổi qua cái con Metan trước. Sau, rồi xong á, mình sẽ đổi qua Raikou. Ui, tụi này đang đấm nhau các bạn ơi. Cái vùng gì mà kim ngân cờ nó bu đông vãi chưởng ạ. Ui, cái con Lavita nó thách đấu mình nữa các bạn ơi. Mà nãy mình đã bắt cái con Bubita rồi, đó chính là cấp 2 của con này nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành xử nó luôn nha các bạn ơi. Ui, nó làm giảm chỉ số gì đó của mình rồi. May nè, ngậm cửa tỏi liền. Ui, nó cho mình Emerald với lại Crystal luôn, ngon vãi. Ui, ui, bên đây nó có luôn cái con Salamence này các bạn ơi. Ui, Salamence Shiny luôn. Bây giờ mình gặp rất là nhiều Salamence thường luôn mà. Đây chính là cái dạng Shiny nè các bạn ơi. Wow, Shiny của nó chính là cái dạng hỏa ngục nha. Ui, mặt con này ghê với trưởng hả? Ui, phải à. Thôi chắc mình sẽ tiến hành bắt nó luôn nha các bạn ơi. Ây da, bay đâu vậy? À, tiến hành tẩu thoát các bạn ạ. À, Salamence này. Ôi, vừa kịp lúc trời sáng luôn. Thì con Salamence này nó sẽ xuất hiện vào cái vùng Mesa vào buổi tối nha bạn ơi. À, để bây giờ mình sẽ xài cái chiêu Dragon Ray thử nha. Chiêu hệ rồng, đấu với hệ rồng. À, gây cho nó rất là nhiều sát thương luôn. Dragon Ray phát nữa nha các bạn. Ui, ôi sao đánh nó không trúng vậy? Ôi, một phát ngụm luôn em chơi ra của mình rồi. Cho Absol ra trận nha. Xài thử cái chiêu Double Team này coi. Double Team là cái chiêu Boost thôi hả? Vậy mình sẽ xài cái chiêu Crash nha các bạn. Crash nó nè. Đó, đánh nó từ từ thôi. À, cái con Agon nó tới kiếm chuyện với mình kìa. Mình sẽ xài cái quả Whip Ball nha các bạn ơi. Đó, quả đầu tiên lúc nào cũng là Whip Ball nha. Ơi, à, mình tưởng được luôn chứ. Nhưng mà không các bạn à, khó vãi. Salamence này cấp 50 luôn. Wow, cấp cao vãi chưởng vậy. Cái này xuất hiện buổi tối hả? Vừa kịp lúc trời sáng luôn. Hên vậy. Ui, nó nắp son như con rồi. Rồi, quả Ultra Ball cuối cùng đi. Không được thì mình sẽ tiến hành mình chuyển qua Tower One nha các bạn ơi. À, lắc lâu lâu rồi kìa. Và chúng ta đã bắt được em Salamence hỏa ngục rồi. Ồ, Metan của mình nó cũng đang tiến hóa luôn các bạn ơi. Ồ, ngon lành vãi. Đây 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 đây, em này bắt rất là khó luôn nha. Và nó sẽ lên con, wow, con Metaross. Ôi, Metaross học được Hammer Arm nè. Mình sẽ thay cái chiêu Miracle Eye nha các bạn ơi. Đó, em này thì mình có thể cởi để mà bay được nè. Wow, xịn sò chưa. Ôi, gặp một con Vivillon vùng Mesa luôn. À, cái con này hình như kích thước nhỏ các bạn ơi. Con Metaross này nó cũng có thể tiến hóa Mega được nữa đó. Một cái hiệu cái coi. Ngon lành cành đào liền. Để chúng ta sẽ cùng kiểm tra các em Salamence nha các bạn. Salamence hỏa ngục luôn. Wow, ngon lành nhiên. Đâu rồi Salamence hỏa ngục? Salamence hỏa ngục đây các bạn ơi. Cái icon thì nó vẫn là cái dạng shiny thôi. Đây, đây chính là em Salamence hỏa ngục nè. Ôi, mình chưa có cái viên đá Mega của nó nữa. Em này mình có thể bay được nè. Wow, nhưng mà cánh nó không có đập các bạn ơi. Ui, này toàn là lửa với lại lava thôi. À, nhìn mặt nó nè. Ui, nhìn cái răng nó kìa. Phải chữ hả? Nhưng mà hung dữ thiệt sự. Nói chung là ngon lành lắm rồi. Giờ mình sẽ tiến hành mình đi trở về nhà thôi. Đó, tập ngày hôm nay phiêu lưu như vậy là được rồi các bạn ơi. Wow, đây chúng ta có những cái loại berry khác nè bạn ơi. Những cái loại berry mà đó giờ mình mới gặp luôn á. Ui, và một cái con Onyx Crystal nó lại xuất hiện nè. Wow, ngon vãi. Mình gặp được nó hai lần luôn đó. Ui, con này xịn thiệt sự nha. Ui, một phát em nó xếp ngụm của tỏi luôn. Five fan nó một phát nữa. À, nó cho mình khá là nhiều cái quặng nhơm mấy bạn ơi. Ui, ngon quá.
Cái con Onyxcrystal nó cũng rất là hiếm các bạn ơi. Nhưng mà sao trong thế giới này nó xuất hiện dễ với chưởng ạ. Đây, ông nào theo xe đạp của mình mà để như vậy nè, phải quay ra lại mới được các bạn ơi. Đó. Thì trong những tập sau á, mình sẽ tiến hành nhận quà từ fan tặng nha. Đó, mình chỉ nhận kẹo và những cái quả ball thôi nha. Về phần Master Ball và Park Ball á, thì mình sẽ chỉ nhận Master Ball chi nhất từ 1 tới 2 quả khi mà cần thiết lắm á nha các bạn ơi. Các bạn coi nè, con này mà là hỏi một cái gì chứ. Nhìn mặt nó như mới ăn than xong nè. Trời ơi, dính nó miệng luôn kìa. Vãi cái chưởng hả, nhìn con mắt ngu vãi. Chán thiệt sự luôn. Trời đất ơi. Rồi nói chung tập này á, bắt được em Solomon này nó cũng rất là may mắn luôn rồi đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay đừng quên lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.